Nè, cơm gì hậu? Con ăn cơm mà chú cháu. Ăn cơm rồi hả? Cơm chưa? Con ăn nè. Bữa nay có cô Dung á có gửi cho con 50 đô. Có gửi cho con 50 đô hả chú Nhẫn? Là tương đương với 1 triệu 170 ngàn. Thường thường con nói gì ta? Xong rồi con ai cho quà con thì con phải nói gì? Con phải cảm ơn. Con phải cảm ơn. À đúng rồi, con cảm ơn cô Dung. Con cảm ơn cô Dung. Đó đây. Rồi nè Hảo. Hảo, Hảo. Con cũng có nè. Cô Dung gửi cho con 10 đô nữa. Là 230 ngàn. Dạ con cảm ơn cô Dung nè. Nè, tổng cộng là hai người. Hai anh em con là 1 triệu tư. Dạ con cảm ơn cô Dung nhiều. Còn cái gì gửi cha mẹ con đi. Trời con đâu lấy đâu nè mẹ. Là nửa con á, thì để cho gia đình ăn, còn nửa con thì để cho anh em ngồi lai gai chơi, có nghĩa là mình chia ra hai hộp. Mình nửa con ăn là cho Chế với Hào là ăn cơm đó Chế. Nửa con dịch quay á. Còn mắm guốc xào nữa kìa, có bẻ mặn đó ông chú nhớ ăn mặn bẻ. Cây mặn đây nè, sạc đây. Chia ra nữa nửa 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 con đi quéo. Coi một hộp á, một hộp và nửa con đó, cái đó hai hộp á. Chứ để chậm giùm em chứ. Hả? Ảnh để chứ. Cái đó cô Dung cho Chế đó, nhà đình ăn cơm đó Chế. Cảm ơn cô Dung đồ nhiều lắm, cô Dung. Đây hai bọc bỏ vô nước chấm nè, quéo. Cắt mấy cái lá ra luôn, cái lá là lá bên ngoài Lạng Sơn mới có đó. Lá là trồng ở ngoài Lạng Sơn à. Đấy, không biết ở đây trồng được không ta? Cái lá đó kêu bằng lá mắc mặt gì á. Dạ, lá mắc mặt. Là cái ông đó ông nói cái ông chặt vịt ông nói ông lấy từ ở ngoài đó về đây. Ông mua ông đặt á. Ê. Ủa cái tấm hớt đâu? Hello, được mà. Cả nhà nha, chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ và tràn đầy niềm vui nha cả nhà. Đây là trái đào. Sắc ra. Chứ có 5 trái à, ăn một mình trái là mặn lắm. Phải có cái gì có lửa than nó nướng mới có hột nó ăn đó ta. Đâu có bọc còn mấy hột nữa kìa. Nướng ăn nó lỡ miệng. Đó, không tao có cách ăn không lỡ. Nó xì ba cái kìa. Tao đưa cái hộp làm thử cho coi rồi cách ăn không lỡ nè. Đây có cái hộp mình nướng mình ăn rồi không không giờ lỡ miệng. Là cái này là cái hộp đào mình đang nướng nha cả nhà. Mình ăn là kiểu gì nè, mình cầm vậy nè ha, cái mình bỏ gì nữa, khó lên cầm lên cho cũng được, bẻ thì tao mình bỏ vô á, mình bỏ vô miệng á, mình bỏ gì nè. Vậy là nó đừng đừng cho đụng ở bên đây, đừng cho đụng vô cái miệng mình là nó không có lỡ à. Ý là thả miệng cho rộng. Để cái hai cái tay á, thả vô cái là thả vô cái một. Mà Chế bán cơm chưa? Đập cái máy quay qua đây. Có mấy kèm với này ăn mới ngon nè. Cái gì? Chuối ấy chỗ anh Tú hết rồi anh kia. Chuối mặn rồi vô cái giữ vô ăn. Mặn nha, có nắp luôn à, quay cho bạn vô tình nữa. Có mặn nha. Thôi rồi luôn. Hôm qua nhậu với bấm guốc rồi đi. Rồi á kẹp dưới này nè. Cái gì mặn kẹp cái đào hả? Bẻ đi khóm vô nữa chấm nhức nắp luôn. Mặn ở nhà anh Tú nghe cô chú anh chị. Ủa hồi nãy Chế nói gì Chế? Nếu mà chúng đặc biệt thì Chế làm gì nãy em nghe chưa nghe? Dạo cho ông Kiên. Hả? Cứ dạo cho ông Kiên. Mà nó mấy gớm vậy hả? Cái này mình nướng ngon lắm nè. Ở thì hốc đáo. Còn đây đây. Còn tôi đem qua bao nhiêu mà hai chồng nữa hả? Tôi ngộ lên chồng được chứ sao không? Nó đậu trội mày đâu mà nhé. Để đi. Né với ông trội vô. Còn nữa mà ông về vợ dễ gì mà làm cho chút. Vô, mời cả nhà.
mời bà con cô bác luôn. Bà con cô bác chú anh chị chúc nhà giàu khỏe của chú anh chị. Rồi mời cô Dung lên nghe cô Dung ơi. Rồi sẵn tiện đây cũng nói đồng ấy cũng cô Dung gửi cho anh Hào của Hoàng Hòa. Tôi là cha của anh Hào, sẵn đây tôi cũng xin cảm ơn cô Dung nhiều, chúc cho cô Dung có nhiều sức khỏe. Ok, cảm ơn cô Dung rất nhiều nha cô Dung ơi. Đặng đầy sức khỏe luôn, trẻ mãi con già. Ngồi lại đây nè, ngồi nấu chuyện chơi cho vui luôn. Bế tô cơm ra cái lấy ăn rồi, mới ăn rồi mà. Rồi vô tăng ngoài nhớ. Vô mời cả nhà luôn. Rồi ra luôn nè thằng ơi. Xếp đi. Ủa cái lá này sao hồi đó mình chưa tôi tìm thấy ở ngoài ta. Lá sống đó, lá tươi đó. Lá gì? Lá mắc mặt này nè. Có hay đây dùng không biết trồng được không đó ta. Cái lá này nó thơm, đúng không? Nó làm con vịt mình nó thơm hơn á. Mà lá ăn không được. Được, mà kem cho ăn được. Cứ ngắt à. Tào lao mày kem ăn hứa được chưa nè. Đây làm cái anh nói là cứ ngắt à. Không, cái lá mắc mặt, cái lá này kêu bằng như là ở ngoài Lạng Sơn là nhiều á. Cái này lạ quá, tôi chưa không nghe luôn. Dạ gì cứ ngắt. Nó vẫn được. Nó thơm lắm. Không phức à mà hứa ơi. Mình kem ăn mấy dắp miếng anh bỏ rồi. Gì mà bạn ăn một cái nhai không? Không. Gì? Dính miệng nó bỏ. Một tờ không cay. Mình nhai hơi mà cầm kẹp miếng vịt nó mới ngon. Không phức à? Sơ. Nó sơ. Nhai được nó không phức à? Nói chung là nó sơ. Nói chung là nó chỉ là tạo miếng là cho là cái đồ quay của mình là tái hợp là cái mùi nó bán rồi. Thì sợ là nó bán thì cái mùi sơ của cái vịt có không? Sơ không? Tanh. Sao đâu ăn được mà không mỗi lần sơ trời. Chắc lấy miếng già hay gì mà kẹp với miếng đào thôi ơi. Với trái đào mình á ha, từ đó giờ là tôi thấy là chưa có cái loại trái cây nào mà có hột mọc ở ngoài hết, chỉ có trái đào không á. Ở bên đây bây giờ hình như là không có nhà nào còn cây đào hết trơn cái shop này luôn. Không có nhà nào còn cây đào nữa, hồi lần nhắc luôn. Mà giờ thật tiệt luôn. Chặt nó chết ngắt còn đâu nó. Hồi lần cây đào của ông chứ nó tội bên đây, trả sai. Ừ, thời sửa xưa đi ăn cắp đào mà trái xanh lè còn bẻ được nữa nữa chi. Tôi ăn thỏng mỡ luôn, thỏng màu dột màu dương ba muỗng đào nữa đọc. Gắt lưỡi đó. Gắt lưỡi chết luôn, thỏng mỡ nữa. Muối hả? Có mắm guốc nữa kìa, guốc xào còn kìa. Có ăn múc ra cho. Xin đi ngay. Nói vậy, hỏi mà có mắm guốc còn. Thơm ha. Ngồi bắt không vứt được cái đào á. Dạ. Nhắc tới dùng mắm guốc cười cười là họ không nấu. Dụ gì anh bo hả? Ờ. Dụng vịt quay bo hổm á hả? Ờ. Mẹ chứ tới nè. Mới hôm qua. Hôm trước là cái hôm qua. Kia lận. Bữa ổng thôi. Mới ra hả? Ông cho nhớ leo cây. Gì đó bà? Đi. Mua gạo đi, ổng đem vịt quay ra. Chơi cho leo cây vậy, thằng người đừng hứa. Nhớ nó tưởng đâu là ổng đi xuống đây rồi. Anh xuống đây hỏi ông qua đâu rồi, nó có đâu, nó là trời. Để kể cho lại cái nữa. Để kể cho anh Kiên nghe gọi họ anh nè. Ông chạy về nhà anh nhớ. Để là kể cho, ở đây anh kể cho. Là cái bữa đó là anh tính là không có xuống nhậu. Tại vì cũng tính ở nhà nắng nóng quá, tính ở nhà dưỡng sức rồi chơi, nằm ở nhà chơi. Vừa ở nhà vừa mới nằm thiểu thiểu ngủ à. Là hắn lại tới nhà. Kiếm mình cái rủ số anh Tú nhậu. Không biết nhiêu đây ít nhiều chừng nào nó có thí thì ai thêm nữa. Như là rủ xuống nhậu đã rồi cái anh Đôi đợi em tắm cái rồi em ra rồi đi. Tắm cái xong ông đi mất tiêu rồi. Cái tao mới điện lại. Nói anh Đôi ơi ông mất tiêu rồi. Mày xuống đi rồi tao gần tới nhà anh Tú rồi. Gần tới rồi. Nhớ nói hết. Tao gần tới nhà anh Tú rồi nè, mày chạy xuống đi. Tới cầu Sơn Trắng rồi. Cái mày có đi chợ mày mua miếng rau luôn nghe, tao mua vịt quay xuống rồi nè. Nuôi gà như vậy rồi tao thấy vậy, cái tao mua miếng rau rau sống á. Thấy nhà anh Tú có cây mặn này, mua thêm miếng mắm guốc đó với bà gọi mắm guốc rồi về để mình xào mắm guốc chấm mặn rồi ăn kèm theo chơi. Ai về xuống đây không thấy hắn ở đâu hết trơn, điện hắn cái ô chút tao xuống, gần tới rồi rồi hồi gọi điện hồi thuê bao luôn. Không có ổng tắt nguồn á.
hồi điện lại ổng nói tao đang uống phê, tao cho tao uống phê. Điện thêm quát bé mạnh này hỏi ra rồi uống rồi nó nói rồi ông bo cho leo cây. Ê có sao sầu lông ăn sâu bổ có này, gì đâu mày cái này ăn phải lột ra hết ăn sâu không sao ăn bổ cho mà có sâu quá mặn mà nó ăn sâu được bổ mấy sâu con mà sầu lông ăn được chết luôn quá thà không thấy trong rau thì ăn được rau tại vì mà. Nó còn non còn cái này nó ra lông lá không ăn gì không nậu ớn chết gốc nè ăn sâu bổ sâu trong rau kìa đâu ở cái đuôi mày dài thòn mày quá quá có loại sâu gì mà nó hành nhộng cái mà trên trên mạng tôi coi nó chiên bột nó ăn đó nè có con gớm nó hành cái nhộng lại á cái nó đem nó chiên mày nói vậy chắc ba trứng nó quá trứng đâu con sâu nó hành nhộng có nghĩa là nó sắp sửa thành con bướm hay sao á nó kéo cái nhộng lại là có nghĩa là nó thành bướm rồi đó cũng có nghe nè nó bắt về xong rồi nó để trong gì đó cho nó nở ra cho nó nở rồi con đó khó kiếm nó ngậu sâu gì á chứ mà canh thời gian á là buổi tối bắt nó về xong rồi ủ nó lại cho nó nở ra rồi mới bắt nó ăn ăn chắc béo lắm thật mà cái đó còn sâu gì sâu gì ai biết đâu quên trong rồi. TikTok hay là trên mạng có coi ra đó mà thấy không phải là phản ánh nha cũng thấy là ngon thiệt người Thái Lan hay người Campuchia đó nói gì nói chứ nhầm món thì giờ ăn được cái nhầm món đó, ta thấy ăn cái gì lắm. Mà thịt bò hay là thịt trâu gì mà theo sống có... vẫn ăn trời hay là thịt gì không biết luôn á có con đợi tao coi thịt chuột á tao coi con chuột còn lông lá không mà nó đắp cơm lên rồi nó đem nướng hay đem chiên gì đó rồi nó lột cái miếng cơm nó ra dí hấp cơm nguyên con chuột luôn nguyên con chuột luôn dí chuột hấp cơm hấp cơm nó đắp cơm nguội lên đắp con nguội con nguội kêu con chuột á con nguội hả cái đem nướng hay đem chiên vậy đó rồi nó lột cái miếng cơm nó ra là tách ra lông luôn rồi nó ăn như sâu phào chân phào à ăn rồi đúng không chuột á nấu ăn chua ăn được nấu ăn chua thì ăn được bài rồi đó mình giờ nè tại vì mình có rau gác đồ con găm này kia mình thôi, bán có rau thôi có rau thì được có gác ăn không được bán lại được nó chỉ là nó đắp lên xong là nó cục đen gì không nó dở ra nó trắng tươi rồi ông nội ơi ăn sao nổi ăn nguyên con hay nguyên con cái gì sống. Mà gan sống cái gì cũng sống chứ thịt heo đây là mắm ăn được đó mà được mắm là mắm rồi tái rồi chín luôn rồi tao chưa ăn rồi tao thấy gớm rồi tao thấy mắm ăn con thu hút đó ngoài con gửi có gì đâu bình thường thôi có gì mãi con gửi hụt có gì gửi hụt gửi hụt chuyện ra anh đốt biết hút ra sao trời thôi hút bay học bèo phụ hút đi trời ủa sao có này khác rồi ai biết rồi bà bữa hổm là nó xanh lèo à nó nhiều loại lắm hai ba lần không có chậm lèo anh ơi mà mới hôm qua mới trước lợi nhàn đen nhậu có không biết là mới ra nãy bác chị Thiêu đừng ăn cơm chiều được rồi thôi hỏi thế mọi người chế thằng Hào được ăn cơm chiều là ngon rồi khỏi thằng Hào nó no rồi sao mà chịu ăn cơm được hết ta tối ăn tối tối cho nó lưng bụng kêu rồi nó cũng ăn cho thằng Hào với thằng Hảo rồi đó gót đây con gửi chưa ăn cơm chiều đó. Còn dịch nhấp là chưa ăn nhiều đi nửa con lẫn rồi còn nhấp đi nguyên rồi. Con gửi nhậu hồi xỉnh đừng chửi cha vợ nha cha vợ học có gì nữa chửi ông nào đó giờ chưa chửi ông con nào luôn á không nói gì ông luôn á đúng rồi giờ này chúng ta không có gì đó tại chắc chơi thôi đầu tiên nói vậy đâu có bay gì đâu tao đem đào xuống cho tao không dám ăn mày sợ nó rất cổ à ăn ít thôi mày ăn cho này nè chia anh ăn lấy bị ở dưới nó thơm thơm thiệt nhưng mà không dám ăn thơm thiệt nữa
Ê, tao thấy mày đào rồi bắt đầu tao ép dưới khóm rồi bắt đầu tao chấm mấy cái này đúng bài luôn nè. Tao chấm mắm đường mày nhớ. Chứ không phải gì đâu. Không. Ăn với cái này mới ngon nè, rồi chú chát nè, khóm nè. Nước mắm đường á. Tao mày làm miếng mày kẹp lại tao quay phim với Kiên. Bự quá, em sắp bự rồi. Nè cà bê. Sắc lỏng á. Sắc này kẹp không kẹp có gì kẹp đâu mà. Đào gấp miếng đào lên đó. Gấp miếng đào ăn. Đào chấm mắm ruốc. Nó dính mới được. Cũng ngon á. Không dính ăn trái ớt vô luôn. Mặn lắm. Cay. Ổn không? Chúc bạn ngon miệng nha. Chua không? Quá ngon. Mình được có biết vô không chín cái nữa. Đứng nhiều năm đó là không vô cái vườn của cô Sáu. Tại vì trong đó lúc trước là còn nhỏ thanh niên á. Làm chồng chồng quá nhiều đào luôn. Miễn tới mùa là đi vô chồng bẻ trời ơi trời. Bây giờ hơi hiếm đào. Bây giờ còn phát. Có đào, đào này đào vàng còn mặt đào đỏ nữa kìa. Đúng rồi nó hai loại rồi. Đào đỏ là gần chín rồi đó. Đào vàng. Không, hầu bao hai loại mà. Nó chỉ có màu đỏ thôi nhưng mà nó chín ra nó ngã từ từ thành thành nhưng mà cái khúc vàng khúc đỏ, khúc đít nó vẫn còn đỏ. Hai loại. Đào hai thứ màu lẫn mà điều đỏ tao có ăn rồi tao nhận xét là cái đào này ăn là mới ngon hơn cái ngon đào đỏ hơn nè. Đào màu đỏ. Đúng đào rồi, cái này ngọt hơn. Ngọt hơn đào. Đào đỏ nó chát, đào kia bị chát. Ừ đúng rồi. Nó chát chát chua chua không ngon bằng đào vàng. Người vô luôn à. Nhớ. Vô. Quế con nước rồi á cưng. Ờ còn có ai ăn phao câu kìa, còn có miếng phao câu với phân nửa cái phao câu á nha. Khi nhìn mình nhìn không biết được đâu. Không. Không ăn. Phao câu để cho tăng bài nhớ đi. Không biết ăn. Hãy gấp cho anh nhớ cái. Không biết ăn, không biết ăn phao câu. Tôi có bà chị dâu bả gà vịt bả khoái ăn phao câu. Bả ăn bả ăn được đó. Chị nói bà chị dâu á chứ phao câu thì chị không ăn được. Chứ nào giờ ăn. Cứ bình thường. Mất. Không mà nó cũng dễ thương thiệt. Nó cũng đợi mừng. Mà thật nha. Nó ưa giỡn. Mà nó thật. Đè xuống cái từ từ. Mà cái rồi cái này cái khâu câu nè. Sao đưa con gì chát. Ăn đi. Lúc không ai biết ăn vậy. Đưa bà đi luôn à. Lúc trước cái con gì đó. Cái con gì của ông con sù á. Nhớ đặt lên cái phao câu này đi, con này cũng bại là khoái luôn. Nhớ đặt lên lúc đi. Con nào lại cũng mừng nè. Con này không khô. Làm hết luôn ơi. Bằng con sù già. Ừ, con kia nó này thôi con cái nè. Đáng thương nó thiệt. Biết ăn hả? Con cái nó chơi là nhấp nhả. Bác không nhả. Cô chú anh chị ơi, cái phao câu của mình ấy là nó. Cái phao câu của con vịt. Con vịt. À, bao câu nó có cục dầu ăn nó ngon lắm nghe của chú anh chị mà tại vậy chắc cắn ngay cục dầu với tại vì bà này bà làm chắc còn cục dầu á hơi hôi nha chú anh chị hơi hôi nha của chú anh chị bình dầu phải hôi rồi là không hôi làm người ta để lại luôn. Nhầm người ta nó không chịu nặng nó để chị ăn mới đã mới không nhầm người ăn được. Nhầm người ăn được chứ nhầm người ăn không được là bỏ luôn á. Tao cỡ nào tao cỡ đâu ăn cũng không được. Ô, chứ tao tập ăn mấy lần rồi. Không, còn em phải không? Là hỏi trước trong cái sòng nhậu á khi mà mặn con vịt phải không? Là em hỏi trước ai ăn bồ câu cái bao câu mà để lại bình dầu không? Có người có sẽ chừa, còn người không là thẻo bỏ. Chứ nó hồi lắm. Thật sự ra là cái phao câu anh nhớ gấp cho mình đó nghe quý vị là ăn có cái cục dầu giống á. Có bình dầu không ăn đó. Ngán nghe quý vị, ngán lắm. Thiệt. Thích ăn. Mà không biết bây giờ ta ăn mà không có bình dầu là ta nói liền, ta nói cho mặn vịt mà bỏ cái bình dầu. Bả mặn vịt cái gà bả hỏi rồi, đâu đứa nào phao câu đâu rồi đưa tao. Bả thích ăn phao câu. Vịt hay gà bất cứ. Mà không biết giờ còn phái ăn phao câu không, thằng lận thích lắm. Dạ. Dạ. Mày cô chú anh chị nghe mà. Cô chú anh chị. Trời không biết chừng nào mới mưa nổi hầm thì trời này mà đi làm tăng ca về cái đi 4 giờ chiều về không cái có gì mà bằng gió của trời đất á. 4 giờ chiều về phòng một cái này á thiên nhiên. Nó nóng một cái thì tao rồi luôn. Như cây cối mà che lại cái nữa là thấy chơi bà trên đời này mà không có cây thì coi con người ta chết. Nó đâu có được oxy đâu. Không có cây. Oxy nắng. Nhưng mà oxy thì nhiều nhất là dưới biển. Nước nè. Cái đó dạng oxy gì để cá đồ á. Cho cá đó. Thằng hội mấy em gãy lên phố bằng hồ nắng. Khét da. Oxy nếu mà trên em mới nghe thiệt đó. Thiệt.
oxy mà tạo nhiều nhất là từ biển chứ không phải là từ cây. Năm đó đi lên trển chơi có một tuần lễ mà về cho nó tới cái này nhà đúng là dầm trái hay chết vô cây ăn ngon mày. Cắt gỗ có ớt không? Có hết cái ớt còn ngon nữa vậy? Nó cái nướng chấm nướng gì đó là để bỏ ớt vô là nó sạm. Hồi nãy tôi có thấy cái ớt không? Lẫn quẩn không có. Rồi, nó mừng. Thầy à đây. Lía lía chân trời. Hai con mình nướng sao đó. Nghe mùi quá. Đúng rồi. Cha con tao mà. Dù bây giờ không tỉnh cũng còn nghĩa chứ. Không có gì đâu, đổ đâu trời, sắp cũng không tỉnh cũng phải còn nghĩa à. Nằm ra đó chứ. Nghe nó giống như thiệt luôn á, giống kiểu như con vịt quay không. Đang ăn vịt quay mà. Vịt quay. Bữa nay có vịt quay thiệt anh á. Bồi trời đất. Mất rồi, vụ vịt quay ra tôi mất rồi. Mất rồi, tôi cười cười. Tiếng tiếng chưa. Cười quá. Không, cô Dung bà nhắn tin trước nữa mà, giống như cái kiểu mà trùng hợp luôn á chứ. Trùng hợp là cái kiểu dịch quay á. Là cái lúc đó là em vừa mới đi về. Cái video đó em còn chưa bỏ lên mạng nữa. Mình cũng đâu có nói ai nghe đâu. Cái video đó mình đâu có kể ai nghe đâu. Cái bà mới nhắn tin qua bà nó bà cho con dịch quay đó. Ở đó im đó, chính đó. Sao mà nó vừa bị ung thư chân? Dạ, nó nói không? Ờ, chả cũng bị nữa. Chảnh giờ cứ mới ăn thôi. Tối nha, nói chung là chậu trái tủ bự nguyên tay nó chiến mày vô rồi. Sao mà nó từ từ cái nó quét nó uống. Khỏi quậy ra đã vậy đó. Mình ăn không có mình gạch vô à. Mày ngủ qua nhậu nè. Gạch vô. Trời cây nằm tới đây nè. Lỗ mũi nằm tới đây luôn á. Cái mùi cây á. Rồi con gửi để đó đi. Con gửi con lên sóng rồi em nói rồi. Cả nhà. Mát chứ bây giờ thời gian ở ngoài này nó cũng có gió, nó mát chứ trong nhà chịu nổi đâu. Nắng bao nhiêu à, không nó trong nhà lá mà còn hầm vậy đó. Nó hầm không? Ý là nhà lá mà nền đất đó nghe. Ờ mà con hầm. Trời biết làm sao không? Cái gió làm sao nó thổi tới rồi tên mình dừng cái miếng vách đó đó. Mình dừng cái miếng vách đó đó. Rồi thành ra bởi vì nó cản gió lại rồi. Cái vách chưa tôi quạt lâu lâu cái. Tấu quý vị. Quý vị nói cho quý vị nghe nè. Không phải quý vị nghe nói cô chú anh chị nghe câu này nè, anh Tú đòi tháo cái vách sao đặng cho cái gió nó thổi vô á, cô chú anh chị cho mát luôn. Không thì khi ông đâm gần chút xíu rồi tháo ra ông bông lưới vách á. Rồi để mưa kêu lên mưa xuống có động mưa phét cái lỗ đây đây đạm đó nha. Kéo miếng cao su xuống. Rồi á cô chú anh chị làm vậy đó. Khoan đạm đó. Đại cô chú anh chị biết sao hồi lúc trước ngủ á là ăn sao vậy? Nhưng chưa chưa à, chưa dừng vách nha. Em nói, trời gió thổi trời trời ban đêm á. Em nói. Mấy lạnh nữa đó. Cô chú anh chị biết sao là anh Tú nói tháo cái vách sao cho gió nó mát đi. Rồi em mới hỏi cô chú anh chị là hỏi rồi tháo ra rồi tới mùa mưa dựng lại cái gì. Anh Tú anh cười. Lúc chạy nóng nực này bực bội lắm cô chú anh chị ơi. Nói chung ở đâu cũng nóng nực hết trơn á. Chứ không phải là trong mình cho trong. Mưa mà mưa không nổi mưa dài đá. Nhiệt độ đâu coi trên mà mạng nó nói 36 độ mình thôi chứ đâu có mình anh mình đâu. Wow. Nhà lá mà mình còn than vậy đó người ta. Nhà... Ông đỡ hơn chỗ khác đó. Ừ. Bởi vậy anh đâu có nấu đâu. Vì đây là đỡ lắm rồi đó. Chứ bằng nhờ lắm chú ấy. Chuối nè, rồi cây mặn người này nè, đúng rồi. Ở nhà em đóng lỏng, nắng. Nhà con gửi thì con gửi có máy lạnh. Có lắm. Bắt một gió 24 nghe anh bố. Có cái quạt. Vô cây con gửi. Có cái quạt trên cái mùng. Dạ. Biết luôn. Vô luôn à, đang rồi nhớ. Có vô nhà rồi, có quạt màng. Có quạt màng đó. Quạt màng đó. Là lấy từ về bên vợ. Bên ông già vợ chứ không phải là bên vợ. Hiện như ông già vợ cũng bên vợ đi. Già vợ đây còn ông già vợ nào nữa mày? Ông nậu với. Nậu chứ. Ông già vợ. Thôi tao ghét vụ đó mày đừng nhắc tới bên đó. Nhắc chứ. Bảo này chính. Cái nào ra đó. Cái quá khứ. Quá khứ. Thôi. Thôi, nhưng mà phải nhắc. Là lấy một màn rồi mua mấy cái luôn mà. Không có bỏ. Mình nấu mà xe hư rồi xe đạp đó ấy sao mà đầu nhỏ nó dẫn hào đi hết tóc rồi cạo râu á trời râu tôm chọp như cụ già dưới này một chòm ai thằng Hào hả râu nó một chòm dài ở trên dài thọ
Để có bữa nào đi em cũ ăn bạn của em qua, em cứ đem đồ nghề qua cho nó hết cho. Để hôm nào đi chế anh Tú cho hết nguyên nhà cũng được. Đường thiện cái mày quéo. Mày giờ đắt là phải à? Con được nhiêu cháu đó. Con thấy đào không à? Đào nãy giờ đó. Còn đâu mấy miếng đâu? Còn có 2 miếng à. Thôi bây giờ chia ra đi. Rồi chắc ăn đi. Không, tôi không ăn đào đâu. Tôi sợ rắc rối không ăn đâu. Giờ tao miếng mày. Không nè, anh cũng biết hả? Gần cả chục năm không được ăn đó. Thằng kia nhớ không, tôi không ăn đâu. Nào, tôi sợ rắc lưỡi lắm. Còn này tao. Đó. Để ngồi chốt chọc hết chân. Có hộp, có hộp mày hơn nữa. Mày có sẵn cái nữa rồi. Có rồi mới ăn. Ngon lắm. Cái miếng đậu này chấm một cái nè, cô chú anh chị. Đậu học đều á. Trắng độc nhiều. Không quay rồi đó. Cái tính dầu nữa. Quay rồi. Anh nói cho anh chị. Quá, cô chú anh chị. Cái hộp có gì không? Cầm cái ngón tay như thế nào, cầm cái dưới hệt như nào, ở hộp đừng có chạm vô cái môi mình, cầm nè, bỏ vô đâu cái ở trong đó là mình thường sợ là mình sợ là cái tinh dầu của ngoài cái lớp vỏ á. Dạ ba dầu mình ăn đừng có đụng nó, bảo đảm không bị gì chứ á. Hồi đó bị lễ bị mấy lần rồi đầu lâu quéo rồi nó ăn gì anh nè, anh ăn ơi, trời ơi, bây giờ tôi phim chi vô quéo anh ăn ơi. Cô chú anh chị ta nghĩ đi, ta nghĩ đi nghe nào thì sao mày bà không tình cảm anh em dành cho nhau mà cái chồng đều ngon lắm à, nếu nó không có được kiếm mừng được cây đều chứ hơi có đâu, nó là kêu bằng đào hết đào hút đào lộn hút ơi, nhiều người ta kêu điều mày hết đào đúng rồi, cái này là điều là hút điều là đào đó, cái miệng hết cái gì đúng không, hết đào giờ sai 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 thiệt. Nó là đều đó. Cái đào luôn không? Đào đó. Đào là đều đó. Ừ.